Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì các bạn biết là ở trên cái phần mềm Microsoft PowerPoint thì đây là phần mềm chuyên sử dụng hình ảnh trình chiếu để mà giảng dạy hoặc là một thuyết trình. Tuy nhiên sẽ có một số khách hàng là sử dụng cái phần mềm PowerPoint này để thiết kế một số hình ảnh trên đó và họ gửi qua cho mình in. Tuy nhiên sẽ có một số cái trường hợp là các bạn in ở trên phần mềm PowerPoint thì nó sẽ in nó không hết khổ giấy. Thì do đó chúng ta sẽ có những cái cách chúng ta xử lý như thế nào để chúng ta in được những hình ảnh của khách hàng gửi qua và chúng ta in theo yêu cầu của khách hàng. Do đó mình ở video này mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn và các anh chị về cách của mình xử lý hình ảnh in trên phần mềm PowerPoint nhé. Rồi trên màn hình đây là phần mềm Microsoft PowerPoint ha. Thì khách hàng đang sử dụng cái phần mềm này để trình chiếu và giảng dạy. Tuy nhiên là khách hàng sẽ tận dụng luôn cái file này để khách hàng gửi qua chúng ta in luôn, khách hàng không làm ra một cái file khác. Thì đối với ở trên phần mềm PowerPoint này, bây giờ các bạn thấy là khách hàng là họ đã kéo hết trong một slide này. Tuy nhiên khi các bạn và các anh chị bấm Ctrl B để các anh chị in thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ xuất hiện là nó bị thừa cái viền màu trắng rất là nhiều, thừa viền trắng rất là nhiều. Và cái hình in ra nó rất là nhỏ cho một tờ A4 như thế này, thì cái hình nó lọt thỏm ở trong tờ A4 và nó trừ hai cái viền, trừ bốn cái viền trắng ra. Thì ở đó là khi mà khách hàng yêu cầu chúng ta là in full, in cho nó kéo hết cái tờ A4, nhưng mà để như vậy thì khách hàng sẽ không có ưng ý. Thì để xử lý cách in này như thế nào thì mình ở đây mình hay sử dụng cái cách là khi các anh chị có cái trường hợp khách hàng gửi thế này thì trước tiên các anh chị phải save lại phần mềm, save lại ra cái file PDF. Thì các chị vào trong file nè, các anh chị vào trong save as, các anh chị chọn tới cái phần mà các anh chị cũng muốn lưu. Thì ở đây mình sẽ lưu vào phần desktop, thì ở đây mình sẽ chọn xuống là cái phần file PDF, file PDF. Sau đó chúng ta save. Sau khi save xong thì phần mềm PDF nó sẽ tự mở lên hoặc là các bạn sẽ mở lên ha. Thì khi mà nó mở lên thì các anh chị sẽ thấy cái phần mềm PDF như thế này. Chúng ta vẫn thấy nó full trang hết. Tuy nhiên các anh chị và các bạn nhấn Ctrl B, các anh chị in thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ còn cái lề phải và lề trái nó cũng còn dư ha, lề phải và lề trái nó còn dư cho nó cũng chưa có kéo được hết. Do đó chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa là chúng ta sẽ đưa cái file PDF này chúng ta vào trong cái phần mềm Corel. Thì để đưa vào trong phần mềm Corel thì chúng ta mở phần mềm Corel lên. Các anh chị vào trong file, các anh chị vào trong import hoặc là nút phím tắt Ctrl Y. Rồi các anh chị tìm đến cái file PDF mà chúng ta đã save. Và sau đó chúng ta bấm import. Chúng ta bấm OK. Thì sau khi chúng ta bấm OK xong á, các bạn sẽ thấy trên màn hình nó sẽ xuất hiện ra cái con trỏ chuột hình vuông như thế này. Thì chúng ta giữ trái chuột và chúng ta kéo ha, chúng ta kéo cho nó ra một đoạn. Thì trên phần mềm Corel nó sẽ xuất hiện ra bốn cái file như thế này, bốn cái trang ha, từ bay 1 đến bay 4. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái trang nó nằm ngang lại ha. Thì bây giờ chúng ta có thể hiệu chỉnh cái hình này ở trên cái trang trang Word làm sao cho nó vừa đủ trong cái trang A4 này như thế này. Đối với những hình này các bạn bấm vào chữ B thì nó sẽ vô chữ trang giấy thôi. Chúng ta hiệu chỉnh làm sao cho nó vừa đủ cái trang A4 để in cho khách hàng. Thì đối với những cái hình hình nhỏ, đối với hình nhỏ này, khi mà các bạn và các anh chị import vào thì nó sẽ làm một cái khối, nó giống như là group. Và muốn làm trên thao tác trên những hình nhỏ này thì các anh chị và các bạn phải cần Ctrl U, tức là cần Ctrl Group ra thì nó sẽ ra từng cái như thế này ha. Đối với khách hàng thì họ là làm trên một tờ giấy A4 thế này là 9 ô vuông, 9 cái thẻ tương ứng với 9 ô vuông nhỏ để dạy cho học sinh. Thì ở đó mình cũng kẻ 9 cái ô vuông nhỏ này, mình một kẻ 9 cái ô vuông như thế này, rồi mình đưa cái hình này vào mình cân chỉnh sao cho nó trong A4, cho nó cân đối là chúng ta in được. Thì ở đây mình đã chỉnh sẵn một cái file của khách hàng gửi qua rồi nè. Thì ở đây cũng thấy bố sai đúng không? Đối với hình nhỏ thì mình sẽ làm thế này đó. Như nãy mình nói là mình sẽ kẻ 9 cái ô vuông đều nhau thế này và sau đó mình sẽ đưa cái hình này vào và mình in ra cho khách hàng và sau đó khách hàng chỉ cắt ra là được ha.
thì các bạn coi lại cái phần trên cái phần PowerPoint như thế này, thì khách hàng làm ha, thì nó sẽ chạy lung tung ở chỗ này. Nhưng mà mình đối với mình thì khi mình đi in, mình in với khách hàng thì mình sẽ làm lại cho nó cân đối, cho nó đẹp thì khách hàng ưng ý ha. Rồi đó là cách mà mình hay sử dụng để mình xử lý những cái hình ảnh trên file Microsoft PowerPoint mà khách hàng gửi qua để in cho khách hàng làm sao mà nó chuẩn và nó đẹp, nó theo cái yêu cầu của khách hàng. Video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Hy vọng một chút cái kinh nghiệm của mình có thể giúp ích được cho tất cả các bạn mới khi gặp tình huống này có thể xử lý file được để in cho khách hàng. Nếu các bạn và các anh chị cảm thấy video có thật sự hữu ích thì các anh chị đừng quên bấm like, share để cho mọi người cùng theo dõi. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng nút đăng ký để các anh chị đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình chia sẻ những cái video mới lên thì các bạn có thể nhận được thông báo và theo dõi video của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị làm ăn ngày càng đắt khách và thật nhiều sức khỏe. Bye bye.